Chào mừng quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại tỉnh lộ 743C, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước mặt quý vị là dự án chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp. Dự án còn có tên gọi là New La Vida, với quy mô 80.000m². Dự án có một block chung cư nhà ở xã hội cao 30 tầng và một tầng hầm, cho ra 1.000 căn hộ. Với hai loại căn hộ, một phòng ngủ và hai phòng ngủ, diện tích dao động từ 45m² đến 70m². Do công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và phát triển nhà Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư và công ty Lê Phong phát triển dự án. Thời gian bàn giao vào quý 1 năm 2024. Hiện tại, đây là dự án thu hút được rất nhiều sự chú ý của khách hàng vì đây là một dự án rất hiếm với vị trí đắc địa cùng với giá bán vô cùng hợp lý, chỉ với 900 triệu trên một căn. Dự án tung ra thị trường với hơn 1.000 căn hộ nhằm đem đến một nơi an cư với giá thành rất hợp lý cho các người dân có khả năng tài chính vừa đủ. Vì thế, dự án chắc chắn sẽ là lựa chọn hợp lý trong tương lai cho những khách hàng làm việc và sinh sống tại Bình Dương, hay thậm chí là khách hàng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chung cư New La Vida, Dĩ An, Bình Dương sở hữu vị trí vô cùng đắc địa so với một dự án nhà ở xã hội nằm tại tỉnh lộ 743C, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ vị trí dự án, cư dân di chuyển ra trục đường chính DT743 chỉ mất 2 phút. Hơn thế nữa, dự án cũng kết nối với rất nhiều địa điểm trọng yếu như khu công nghiệp V-Ship, Sóng Thần, Tân Đông Hiệp, hai các khu vực tại giáp ranh Bình Dương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, cực kỳ dễ dàng. Về tiện ích dự án căn hộ New La Vida Dĩ An với định hướng tạo ra một khu nhà ở xã hội đầy đủ tiện nghi nhất tại Bình Dương, dự án đã mang đến cho các cư dân một dàn tiện ích vô cùng đặc sắc, có thể kể đến như là hồ bơi, công viên nội khu, phòng gym, yoga và spa. Tuy chỉ là một dự án nhà ở xã hội, thế nhưng chủ đầu tư Toàn Thịnh Phát đã đem lại những gì tốt nhất cho cư dân tại New La Vida để đến dự án thành một nơi an cư lý tưởng nhất. Diện tích xây dựng rộng rãi kết hợp với mật độ xây dựng thấp khiến dự án New La Vida Bình Dương không chỉ có những căn hộ chất lượng mà còn sở hữu khoảng không gian tiện ích cực kỳ khổng lồ cho mảng xanh và tiện ích để mang lại một dự án hoàn mỹ cả về sinh hoạt lẫn giải trí. Về phần thiết kế dự án chung cư nhà ở xã hội New La Vida Dĩ An được công ty Toàn Thịnh Phát đầu tư kỹ lưỡng để mang lại các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ với tiện ích đa dạng từ 49 đến 90m². Các đường nét bên trong căn hộ đều được trau chuốt tỉ mỉ theo thiết kế hiện đại, đơn giản nhưng vẫn rộng rãi để giúp khách hàng có một trải nghiệm sống thoải mái và tiện nghi, ấm cúng nhất có thể. Giá bán căn hộ New La Vida Dĩ An Bình Dương hiện tại được dự kiến sẽ ở mức giá 900 triệu đồng trên một căn. Đây được xem là một trong những mức giá cực kỳ hấp dẫn với một dự án có vị trí đắc địa. Giỏ hàng, bảng giá và chính sách bán hàng sẽ thay đổi theo hàng tháng, nên để